vẫn là IMO nhưng không phải camera. Vậy thì gì đây nhở? Hãy cùng với Nhã Linh khám phá ngay món đồ này nhé. Khác với những số trước, trong tập này chúng mình sẽ cùng tìm hiểu một dòng sản phẩm mới trong hệ sinh thái của IMO. Đây là một sản phẩm vô cùng quan trọng trong mỗi gia đình. Đó chính là khóa cửa thông minh Smart Lock IMO K2C. Không còn quá mới lạ tại thị trường Việt Nam, khóa cửa thông minh ngày càng được nhiều người yêu thích và sử dụng. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp ở các khách sạn khi đi du lịch nghỉ dưỡng, ở văn phòng, chung cư hoặc thậm chí là tại nhà riêng của bạn bè, người thân của mình. Khóa cửa thông minh thực sự tuyệt vời, nó mang tới cho người dùng rất nhiều tiện ích. Không chỉ dừng lại ở chức năng khóa cửa, chiếc khóa cửa thông minh còn tối ưu hơn trong cách mở và ngăn chặn kẻ xấu dùng các thủ thuật mở các loại khóa truyền thống dễ đột nhập. Chiếc Smart Lock IMO K2C này với công nghệ tiên tiến nhất sẽ mang tới giải pháp khóa cửa thông minh giúp bạn và cả gia đình tận hưởng cuộc sống tiện ích, thoải mái và đảm bảo an ninh hơn. Nào, bây giờ hãy cùng với mình review chi tiết em ổ khóa thông minh của IMO này nhé! Nhớ like và đăng ký kênh Smart Review nhé! Smart Lock IMO K2C là dòng sản phẩm khóa thông minh vừa được IMO đem đến thị trường Việt Nam. Đầu tiên, về mặt thiết kế, em này có màu đen sang trọng, mặt và tay cầm bằng hợp kim kẽm nhìn vô cùng mạnh mẽ và chắc chắn. Mặt trước với thiết kế phẳng và bàn phím cảm ứng, máy quét vân tay được ở vị trí tay cầm, tạo sự tiện lợi cho người sử dụng. Khóa cửa thông minh IMO K2C được tích hợp 6 cách mở khóa vô cùng tiện lợi. Vân tay, mật khẩu số, thẻ từ, chìa khóa, Bluetooth, mở trực tiếp trên app IMO Live. Sử dụng công nghệ nhận dạng vân tay sinh trắc học giúp chống đánh cắp nhận dạng, chính xác và bảo mật tuyệt đối 100%. Với cách mở khóa bằng dấu vân tay, ổ khóa hỗ trợ nhận dấu vân tay 360 độ. Dù bạn xoay ngược hay là xoay lại thì ổ vẫn nhận mã được nhé. Để bảo mật an toàn tuyệt đối cho người dùng, ổ khóa thông minh còn được trang bị công nghệ chống nhìn trộm mật khẩu. Sau khi nhập đúng mật khẩu, bạn có thể nhập thêm một vài số khác mà vẫn có thể mở được cửa. Ngay cả khi người khác nhìn được mã số bạn vừa nhập, họ cũng không thể mở lại được. Và để biết thêm chi tiết về cách thức hoạt động hay là thiết lập mật khẩu thì bạn hãy tham khảo tại sách hướng dẫn sử dụng mà IMO có gửi kèm tại hộp sản phẩm nhé. Về thời gian sử dụng của pin khóa thì có thể sử dụng lên tới 12 tháng. Với thiết kế và các tính năng như trên thì mình đánh giá đây là một ổ khóa thông minh vô cùng thân thiện với người dùng, dễ sử dụng đối với cả những người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Để sử dụng sản phẩm, các bạn chỉ cần tải app IMO Live, mở nắp khóa, sau đó dùng app quét mã QR trên tem dán ở khóa cửa và làm theo hướng dẫn trên app. Đầu tiên, bạn tháo nắp, lắp pin, sau đó ấn nút để tiến hành cài đặt khóa. Ấn phím 1, sau đó nhập mật khẩu mặc định của khóa. Ấn phím thăng rồi nhập lại 2 lần mật khẩu mới. Rồi ấn phím thăng. Nhớ like và đăng ký kênh Smart Review nhé. Lúc này, khóa sẽ nhận 4 lựa chọn. 1. Cài đặt mật khẩu số. 2. Cài đặt thẻ từ. 3. Cài đặt vân tay. 4. Kết nối Bluetooth khóa với điện thoại. Và video đến đây thì đã kết thúc. Nếu mọi người muốn Nhã Linh review thêm về sản phẩm khác nữa của IMO thì hãy comment ngay phía bên dưới để mình biết nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập sau. Chào mừng bạn đến với Smart Review. Đây là kênh chuyên review sản phẩm công nghệ, giới thiệu cập nhật, đánh giá, chia sẻ trải nghiệm thiết bị công nghệ mới nhất hiện nay. Smart Review mong muốn đem lại những video giúp các bạn lựa chọn được sản phẩm ưng ý nhất. Ghé shop chúng tôi tại website smart24h.vn để tham khảo thêm nhé. Và đừng quên bấm theo dõi kênh để cập nhật nhiều video mới nha. Chân thành cảm ơn các bạn.